Và để liên tục chương trình cũng thể theo lời yêu cầu của chủ nhà thì năm nghệ sĩ Chiêu Thanh cùng Lương Hồng Quệ sẽ gửi đến một lớp trích đoạn cải lương được mang tên Ánh Sáng Phù Du. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Tạm biệt mấy chiến hữu nha. Tôi đủ đô rồi, tôi về. Xịn quá. Trời ơi, anh Hạnh, anh lại sai nữa rồi. Sai? Uống rượu thì phải sai chứ. Mà cô biết tại sao tôi sai không? Tôi sai gì không được cô yêu, tôi sai đắm đó mà. Anh Hạnh, anh định làm khổ tôi đến bao giờ nữa hả anh Hạnh? Anh Hạnh hoài, nhắc tới nó hoài. Cô thương nó lắm phải không hả? Tôi yêu đó, vì tôi đã yêu yêu cùng dòng say mê. Thằng thấy ghét. Một chàng trai nghèo hiền hậu dễ thương đã cùng chung sống với nhau từ thuở ấu, đến hôm nay thành chồng vợ trăm năm mà tôi vẫn còn yêu. Trời ơi, giọng nói như đu đưa nghỉ vào mộng, như đắm chìm trong cõi hương mê, như con thiêu thân lao vào mộng. Chắc tính ra ngỡ ngàng chưa tốt, lừa dối nhau, lừa dối bản thân mình. Kìa, anh Hạnh, anh nói gì lạ lùng. Thôi em đi. Tôi giết cô bây giờ, cô hành hạ tôi tới chừng nào hả? Ở dưới thằng này mà nhắc tới thằng kia. Anh Hạnh ơi, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Em đang khao khát đợi chờ. Hay anh đã quên rồi thua cơ cực ăn xin. Ăn xin à? Anh Hạnh. Cô nói à? Anh đánh em à? Trời ơi, Lan, Lan ơi, Lan ơi, anh quỳ xuống đây, anh quỳ xuống đây, xin em hãy tha thứ tôi cho anh. Cũng vì chút hờn ghét mà bàn tay này đã xúc phạm đến Lan. Anh Hạnh, trời ơi, tôi là thằng điên đến nhẫn nhầm dây duyên. Khi vợ kịch trớ trêu sắp hạ màn kết thúc mà đã đuối sức khang hơi. Trời ơi, tôi muốn tháo gỡ sim mì, tìm đường lẩn trốn để không còn ai nhắc mãi đến tên. Trời ơi, chính tôi đã khai từ tôi rồi. Anh ơi, anh tính đi sai mà nói lời lạ lùng, nghe như có điều gì uất ức chất chứa trong lòng anh. Tôi tính hay sai, lúc sai thì tính. Trời ơi, quá hạnh phúc gì đâu, một tình yêu được xây bằng giá bao thân xa cận kề nhau mà xa cách đã linh hồn. Trời ơi, anh Hạnh, anh nói vậy nghĩa là sao? Cô nhớ cho rằng tôi không phải là Hạnh của cô. Sao? Anh không phải là Hạnh của tôi à? Vậy anh là ai? Anh là ai chứ? Tôi là ai? Tôi là ai thì cần gì có tìm hiểu. Cô nhớ cho rằng tôi không phải là Hạnh của cô. Biết bận dối trá như thế cũng đủ lắm rồi. Tôi không đủ sức tùn cho thêm thân xác, và tôi cũng không hề yêu cô mà chỉ si mê nhan sắc.
đầu tối. Xin đừng hành hạ tôi làm chi nữa, hãy cho tôi gọi đúng tên mình bằng hai nàng ơi. Một thằng què thì đuổi đi, còn cái thằng không què thì bị ở lại. Anh Thành Lan, chúc Lan những ngày hạnh phúc tốt đẹp. Lan, Lan, anh Thành, Thành ơi, xin anh hãy tha lỗi. Đồng ở tâm hồn, còn khi sáng bước ra em vui dần nóng mưa càng. Âm mưu của người ta đã bắt em mà phụ trách bà. Thân tàn thế nghèo tai trắng lưng không mà là một kẻ ba giờ sống lang thang trên phố chợ dẻ hè. Tôi không bao của anh mà làm khổ ai chúng mình thêm nữa. Lan, em phản bội tình chung anh tuổi buồn lắng le. Trời ơi, chưa đủ hay sao mà còn quý quái một tình. Lan, thổn thức dưới núi trời ngang, em mới nhìn lại được mình. Ngày xưa anh nói vui em, anh không có tàn tật, nhưng sợ anh buồn em giả bộ tình thôi. Và lòng tình theo năm tháng dần trôi, em yêu anh yêu tâm lòng. Tự tin để đưa em vào cạm bẫy để chúng
phải không xa nhau. Anh yêu em mà không hiểu được lòng dạ của em, có chậm lắm không hôm nay mình gặp gỡ. Ngày xưa anh thường nói gỡ với em là mình về